Ok, xin chào anh em, lại quay trở lại với một video mới của kênh Manh Của Đội. Hôm nay thì là một video mà mình xin có lên một cái nội dung để giúp cho các anh em có thể là chúng ta mới làm quen, mới sử dụng các dòng máy Canon full frame ấy. Ví dụ như anh em đợt này chúng ta đang dùng các dòng như kiểu Canon 6D này, 5D2, 5D3, vân vân, những dòng máy full frame đến từ hãng Canon này. Và trong đợt này chúng ta đang tìm kiếm một con ống kính mà phải làm sao nó đa dụng, nó chất lượng tốt, và có thể là anh em đang hướng đến việc chúng ta mang bộ máy mình đi trong chuyến đi dài ngày này, đi chơi, đi du lịch ở nơi xa. Mình ngại việc là phải mang theo nhiều ống kính, mình không muốn là đang đi chơi, đi du lịch ấy mà mình phải thay ống kính, ống kia thứ nó giữa ngoài trời nó lằng nhằng mà còn kèm theo nhiều cái nguy cơ ấy. Và để mà giải quyết được cái vấn đề này thì hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em hai dòng ống kính đa dụng có chất lượng rất là cao cho các dòng máy full frame của Canon nhá. Thì đầu tiên thì mình xin giới thiệu đến một cái dòng ống kính mà có thể coi là một huyền thoại của hãng Canon, một con ống kính đã làm nên tên tuổi của cái series ống gọi là ống len L dòng viền đỏ của Canon ấy. Đây chính là con Canon 2470F2.8LUSM. Con này thì mình cũng xin giới thiệu nó nhanh gọn thôi. Đây là một con ống kính đa dụng này, đến từ dòng cao cấp của Canon này. Và trước đây thì đã được rất là nhiều những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thì họ sử dụng một thời gian dài rồi. Ngày trước con này thì giá rất là cao, tuy nhiên bây giờ thì anh em có thể sở hữu được con ống kính này, tùy theo tình trạng nó sẽ có giá, nó rơi loanh quanh vào khoảng từ 10 cho đến 13 triệu tùy tình trạng nhá. Tức là cái giá này là nó đã chỉ còn bằng khoảng 1/3 so với cái thời điểm con ống kính này mới ra mắt rồi. Con 2470 này thì mình xin giới thiệu qua những cái đặc điểm, những cái điểm nổi bật của nó nhá. Thứ nhất thì cái tiêu cự 2470 này, khi mà trên những dòng máy full frame của anh em, ví dụ như những dòng 6D này, 6D2, 5D3 ấy, thì nó sẽ được một cái góc ảnh nó rất là đa dụng. Anh em có thể chụp được nhiều thể loại khác nhau với con ống kính này. Có thể chúng ta chụp được phong cảnh tương đối rộng này, chúng ta để lên tiêu cự 24 chụp cũng được. Hoặc là chúng ta muốn zoom ra xa xa tí, chụp được những cái mục tiêu nó cách mình khoảng tầm 20m, 30m thì zoom lên tiêu cự 70 cũng rất ok. Cái tiêu cự, cái giải tiêu cự 2470 này nó rất đa dụng nhá. Nó phủ được nhiều các cái thể loại ảnh, các cái trường hợp khác nhau. Nên là khi mà chúng ta dùng con 2470 này mà lắp trên những con máy full frame ấy, thì anh em có thể yên tâm rằng là con máy mình sẽ chụp được rất là nhiều các thể loại. Không cần thiết là phải thay ống kính để có thể chụp được những thể loại anh em mong muốn nhá. Trừ trường hợp chúng ta phải chụp những thể loại ảnh quá đặc thù, như kiểu phải zoom thật xa, phải góc thật siêu rộng, fit eye thứ thì mới tính đến việc thay thôi. Chứ còn cái nhu cầu gọi là thông thường ấy thì con này là một con ống kính này đã đứng rất là tốt rồi. Một cái điểm thứ hai mà con 2470 này cũng làm điểm mà mình rất thích nữa, đó là cái khả năng mở khẩu trên toàn dài là F2.8. Thì với cái khẩu F2.8 này thì nó sẽ kèm theo là hai cái lợi thế nhỏ nữa. Là thứ nhất, với cái khẩu F2.8 này anh em có được một cái độ xóa phông nó khá là ấn tượng. Ví dụ như chúng ta đẩy lên tiêu cự 70 này và mở khẩu F2.8 ra thì con 2470 F2.8L này là hoàn toàn có thể cho được anh em chất lượng chụp chân dung tương đương với dòng ống chuyên chân dung khác của Canon nhá. Ví dụ như anh em có thể chúng ta đang cần tìm kiểu những con kính mà kiểu chụp chân dung nó tốt, con 85 1.8 USM chẳng hạn, nhưng chúng ta ngại đến cái việc mà kiểu đang mình phải thay đổi ống kính chuyên chân dung, chuyên phong cảnh, xong chuyên góc thông thường khi mà mình đang đi du lịch ấy, thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm là với một con 2470 thôi là có thể giải quyết được ngay lập tức cho anh em cái nhu cầu chụp chân dung nhá. Thậm chí chúng ta có thể chụp phong cảnh mà ví dụ như chúng ta chụp cho điều kiện thiếu sáng hạn ấy, thì mình cũng xin đến với cái lợi thế nhỏ thứ hai đó của cái khẩu độ lớn này. Đó là khẩu độ lớn thì tương đối với việc là bắt sáng nó tốt, chụp trong điều kiện thiếu sáng nó tốt, anh em có thể chụp trong những điều kiện như trong chiều tà hoặc là trong nhà mà vẫn có thể cho được cái chất lượng ảnh nó rất là cao, không phải tăng ISO, không nhất thiết là cần phải có những cái phụ kiện như kiểu flash rời các thứ để mà có thể được cái chất lượng ảnh đẹp như mình mong muốn. Đấy, con 2470 F2.8 này, đấy là cái lý do vì sao mà ngày xưa rất nhiều các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp họ thường luôn luôn là phải sở hữu một con ống 2470 F2.8L như này, bởi vì nó rất đa dụng, cực kỳ đa dụng luôn. Bên cạnh cái việc mà nó có cái giải tiêu cự đa dụng này, có độ lớn này, thì cũng có một cái lợi thế thứ ba nữa con ống kính này, thì đương nhiên nó là một con ống kính đến từ cái series viền đỏ của Canon, thì cũng phải kèm việc là cái chất lượng quang của con này rất tốt nhá. Chất lượng quang của con này là thuộc vào hàng huyền thoại này, cái chất lượng tráng phủ cũng cực tốt luôn. Nên là khi mà anh em dùng con này thì cứ yên tâm rằng là chúng ta sẽ có được những cái chất lượng hình ảnh thuộc vào hàng top đầu của Canon trong cái dòng ống zoom nhá. Thế nên là nếu như chúng ta mà có lo đến việc là với cái việc mà một con ống kính nó đa dụng, nó có nhiều những cái tính năng như thế thì có đi kèm được phải đánh đổi với cái chất lượng hay không, thì anh em cứ có thể yên tâm là với con 2470 F2.8L này thì vừa đa dụng lại vừa chất lượng ảnh cực kỳ cao, đẹp mắt, màu sắc no nê luôn, lên màu thì rất sướng. Mình trước đây cũng có một vài những cái bài mình đi trải nghiệm rồi thì
có thể anh em có thể xem qua những cái video đấy để có thể có những cái cảm nhận riêng của mình về cái chất lượng hình ảnh mà con 2470L này đem lại nhá. Thì đương nhiên thì con 2470 F2.8L này thì nó cũng bên cạnh những cái điểm lợi thế nó rất là tốt như vậy thì cũng có một vài điểm có thể coi là nhược điểm mà anh em cần phải lưu ý này. Thứ nhất thì 2470 F2.8L thì làm con ống kính nó cũng ra mắt khá là lâu của Canon rồi. Thời điểm mà con này nó ra mắt ấy thì các hệ thống ống kính của Canon thì họ cũng mới gọi là nhen nhóm một vài những cái công nghệ hỗ trợ người dùng thôi. Thế nên là để mà con ống kính F2.8L mà lại còn vừa có cái giải tiêu cự nó rất đa dụng này, lại vừa có cái khẩu độ lớn này, thì hồi đấy là Canon họ bắt buộc họ hy sinh cái việc là con ống này nó sẽ không có cái tính năng chống zoom trong ống kính nhá. Con này sẽ không có cái tính năng là image stabilizer. Thế nên là nếu chúng ta mà chụp mà chẳng may mà trong điều kiện bắt buộc là phải giảm tốc xuống thấp chẳng hạn, thì anh em cần phải lưu ý là chúng ta phải có thêm một vài cái phụ kiện để giúp cho bộ máy mình được chống zoom nó tốt, hoặc là chúng ta phải học thêm một vài cái thủ thuật kỹ năng, hoặc là bắt buộc chúng ta phải tăng tốc độ màn chập mình lên cao. Nếu không là khi mà dùng con này mà chụp trong điều kiện mà thiếu sáng, hoặc là chúng ta cầm handheld ấy mà để tốc thấp thì chắc chắn nó sẽ bị rung lắc, rung nhè khá là khó chịu. Cái thứ hai thì con 2470 này thì mình đánh giá là con ống tương đối to và nặng. Mình không nhớ là thông số cụ thể là bao nhiêu, nhưng mình cầm trên tay thì mình đoán con này nó nặng vào khoảng tầm 600-650 gram gì đấy. Thì khi mà kết hợp với một con thân máy full frame mà kiểu dạng như là những con 6D hay là 5D3, 5D2 của Canon, là vốn dĩ là những cái con máy nó có cái khối lượng nó đã khá là nặng rồi, mà kèm thêm một con ống kính nó khối lượng tương đối nặng này nữa thì sẽ thành một máy rất là nặng nhá, vừa nặng vừa to. Nên là các anh em cần phải lưu ý, chúng ta sử dụng thì chúng ta nên có những cái phụ kiện hỗ trợ, ví dụ như là đeo dây đeo này hoặc là tripod này. Đặc biệt là những anh em nào mà có thể là có cái thể hình nó không được tốt, vóc dáng nó không được thực sự khỏe, cầm con này một thời gian, sử dụng một thời gian khoảng tầm khoảng 30 phút trở đi là sẽ thấy rất là nặng nề và cực kỳ là vất vả luôn. Nên là chúng ta cần phải lưu ý vấn đề này. Con ống kính này nó nặng, nó to. Còn nếu chúng ta đang tìm kiếm một con ống kính mà cũng cái kiểu giải tiêu cự và khẩu độ lớn như này nhưng mà nhẹ hơn ấy, thì chúng ta có thể tham khảo con 2470 F2.8 L2IS cũng của Canon. Thì con đấy nó nhẹ hơn nhưng mà giá thành của nó thì hiện tại đang đắt gấp đôi so với con 2470 này nhá. Con đấy thì đời nó mới hơn mà. Đấy, nên là nói chung là cái gì phải có đánh đổi thôi, đặc biệt là con ống kính này. Thì nói chung là với những cái lợi thế như mình đã kể ấy, thì cũng sẽ phải đánh đổi với một vài cái nhược điểm khác thôi. Bởi vì con kính này thì nó cũng đã ra mắt tương đối lâu rồi mà. Con này nó ra từ năm 2000 mấy cơ, nên là thời điểm đấy thì Canon công nghệ họ cũng còn nhiều hạn chế, nên anh em cũng phải chấp nhận thôi. Còn muốn con mà nó tốt hơn thì giá thành nó phải cao hơn. Ok nhá, thì đấy là con 2470 F2.8L, con ống kính mà mình nghĩ rằng là sẽ đáp ứng rất tốt cho cái nhu cầu chụp đa dụng của các anh em khi mà chúng ta cần di chuyển. Bên cạnh đấy thì cũng có một cái ứng cử viên nữa, cũng là một con ống kính dòng L đến từ Canon. Đây là con 24105 F4L IS. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy con này nó sẽ có một vài những cái điểm lợi thế nó sẽ so với con 2470L nó sẽ hơn này. Đầu tiên nó sẽ là một cái giải tiêu cự nó rộng hơn, 24-105, giúp cho anh em chụp được những cái góc siêu zoom nó sẽ dễ hơn này. 24-70 thì cái góc 70 này thì anh em chỉ có thể chụp được những cái mục tiêu nó rơi vào khoảng tầm 20m đổ lại, 30m đổ lại thôi. Còn 105 thì này sẽ giúp cho anh em chụp được cái mục tiêu nó xa hơn, khoảng 500m đổ lại là có thể chụp được với cái tiêu cự này rồi. Cái thứ hai thì với cái tiêu cự này thì giúp anh em khi mà chúng ta đi du lịch, chúng ta chụp kiểu muốn zoom những cái mục tiêu ở xa nó thoải mái hơn này, chúng ta không phải đến tiếp cận gần này, không phải dí gần vào những cái mục tiêu mà có thể chúng ta trong cái chuyến đi mình không nhất thiết là có khả năng mình đến gần được, nên rất tiện. Mình thấy rằng có rất nhiều các nhiếp ảnh gia mà kiểu dạng đi theo cái trường phái là travel photography này, hay là kiểu đi chụp đường phố, là hay chọn những con kiểu 24105 này rất là nhiều nhá. Con này cái thứ hai cũng rất hay nữa là nó đã có cái khả năng chống zoom IS, image stabilizer trên ống kính rồi nhá. Nên là dùng con này thì anh em sẽ có được một cái lợi thế hơn so với con 2470 là chúng ta không ngại cái việc phải giảm tốc. Chúng ta có thể giảm xuống tốc nó loay quay khoảng tầm 1/60 giây, 1/50 giây ấy, thì là với cái công nghệ chống rung trong kính này là chúng ta sẽ tự tin cái việc handheld là không bị rung lắc quá nhiều. Và với cái việc chống rung này thì anh em khi mà chúng ta zoom lên những cái tiêu cự xa để chụp kiểu như cái mục tiêu ở xa ấy, thì cũng sẽ thấy là việc có cái chống rung này nó sẽ chụp ảnh nó đỡ khó chịu hơn. Đấy, một cái rất là hay nữa, con này cũng là một con dòng L nhá, nên là chất lượng quang học các thứ của nó cũng rất là tốt. Và một cái điểm rất hay nữa, một cái điểm thứ ba rất hay nữa có thể coi là cái lợi thế của con 24105 này là nó rẻ hơn so với con 2470. Con 2470 thì hiện tại giá nó vẫn loanh quanh vào khoảng tầm 10 đến 13 triệu tình trạng. Trong khi như con 24105 mình đang cầm ở đây là một con nó ở cái tình trạng là nó tương đối là vẫn còn ok, không phải là quá xấu. Giá nó đang loanh quanh vào khoảng tầm 7 triệu rưỡi 8 triệu, anh em có thể sắm được một con gọi là đủ dùng rồi. Nên nó rẻ hơn, nó tiết kiệm hơn.
Điều duy nhất cái mà mình đánh giá là cái việc là nó mở khẩu F4 toàn giải này thì nó hơi bé. Nếu như anh em nào mà chúng ta chụp chiếu sáng thì có thể là cái khẩu độ F4 này để nó sẽ không đảm bảo được cái lượng ánh sáng đi vào máy, bắt buộc chúng ta phải tính thêm những cái lựa chọn, những cái phương án như kiểu phải đẩy ISO lên hoặc là phải có flash rời, phải có flash góc để chụp ảnh nó được chất lượng cao hơn. Hoặc không thì chúng ta phải bắt buộc phải chụp ở ngoài điều kiện nó đủ sáng thì ảnh nó mới ra chất lượng đẹp được. Còn lại thì đây là một con mình thấy là nhìn chung là rất là ok. Con này cũng nhỏ và nhẹ hơn so với con 2470 F2.8L nhé. Nó là một cái rất là hay. Nếu như anh em nào mà chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải có thể hình nó tốt quá vẫn có thể dùng một con này, đặc biệt là khi lắp trên những con mang cảm biến full frame của Canon nhé. Đấy, mình xin giới thiệu lại này, đây là hai ứng cử viên đa dụng, chất lượng cao mà anh em nào mà đang dùng máy full frame của Canon có thể lên lựa chọn này. Đầu tiên là con 2470 F2.8L. Con ống kính này thì nó được cái chất lượng ảnh rất đẹp này, giải zoom đa dụng này, chụp mở khẩu, chụp chân dung xóa vùng cực kỳ đẹp luôn này. Duy ở cái thứ nhất là không có chống rung, thứ hai là khá to và nặng, và thứ ba là giá vẫn trên 10 triệu, khá là cao. Còn 24-105 F4L nhỏ hơn, nhẹ hơn, giải tiêu cự, nó zoom thoải mái hơn này, có chống rung giúp anh em chụp chiếu sáng được cái là tự tin hơn. Tuy nhiên thì khẩu độ F4 thì nó sẽ cho hiệu quả xóa phông không được ấn tượng cho lắm. Và đặc biệt là con này thì giá nó sẽ rẻ hơn so với con 2470 F2.8L. Ok, thì đấy là mình giới thiệu đến anh em là hai con ống kính dòng L viền đỏ, chất lượng cao, đa dụng để cho các dòng máy Canon full frame như 6D, 6D2, 5D3, 5D4 các kiểu. Để có thể anh em thời điểm này chúng ta đang chơi máy full frame Canon và đang tìm kiếm một con ống kính để đi du lịch, đi chơi, đi dã ngoại, đỡ phải thay ống kính nhiều. Muốn một con ống gọi là do it all in one, chụp được nhiều thể loại thì hãy tham khảo một trong hai con ống kính này nhá. Hiện tại ở shop máy anh cô nội cũng đang có chương trình trợ giá cho hai dòng ống kính này, thì anh em nào quan tâm thì hãy để lại bình luận dưới comment hoặc là để lại một like, kèm một sub để chúng mình có thêm cái video giới thiệu cái sản phẩm của hãng Canon cũng như nhiều hãng máy khác đến cho các anh em nhá. Okay, xin chào tất cả các anh em, hẹn gặp lại sau.